sĩ Anh Vũ đột ngột qua đời sáng ngày 1 tháng 4 tại Mỹ khiến khán giả bàng hoàng. Sự ra đi của anh để lại niềm tiếc thương to lớn trong lòng công chúng, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Nghệ sĩ Hồng Vân là người luôn túc trực, lo liệu hậu sự cho anh Vũ, hoàn toàn thủ tục, kinh phí đưa hài anh từ Mỹ về Việt Nam với sự giúp đỡ của ca sĩ Lê Ông Vũ. Thật là vui, sau 5 tuần kể từ ngày nghệ sĩ anh Vũ mất, gia đình bạn bè hoàn thành công việc tu sửa mộ phần, xây xong cho anh Vũ một ngôi nhà khang trang ấm cúng. Ngôi mộ của anh được xây dựng rất đẹp, khang trang. Cứ mỗi tuần gia đình bạn bè đến viếng thăm ngôi nhà mới của anh thường xuyên. Nghệ sĩ Hồng Vân cũng vừa chia sẻ hình ảnh đến thăm mộ phần cố danh hài Vũ tại Nghĩa Trang Phúc An Viên, thành phố Hồ Chí Minh gần đây. Chị Hồng Vân cũng cho biết có rất nhiều khán giả, người hâm mộ đến thắp nhang cho nghệ sĩ anh Vũ. Chị sẽ hoàn thành tròn bổn phận và những tâm nguyện dang dở của anh Vũ.